Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã cố gắng để tấn công các mặt trận phía nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk, nhưng không thành công. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ và thiết bị. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm, kết hợp triển khai vũ khí có độ chính xác cao trên biển và trên không, nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công. Tất cả các địa điểm và mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy.